Mỹ ồ ạt không kích Trung Đông, đáp trả vụ 3 binh sĩ thiệt mạng ở Jordan. Tổng thống Putin tuyên bố ngay cả vũ khí thời Xô Viết cũng vượt trội NATO. Chuyên gia nêu mục đích Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine. Ukraine như ngồi trên đống lửa khi Nga triển khai hơn 7 vạn quân ở tả ngạn sông Dnipro. Ngày 2 tháng 2, Mỹ đã tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iraq và Syria có liên quan đến Iran và các lực lượng vũ trang được Tehran hậu thuẫn. Theo đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, lực lượng của họ bắt đầu tập kích các mục tiêu ở Iraq và Syria lúc 16 giờ ngày 2 tháng 2, theo giờ địa phương. CENTCOM cho hay, chiến dịch không kích có sự tham gia của rất nhiều máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay ném bom tầm xa xuất kích từ Mỹ và thả hơn 125 quả đạn, tên lửa vào mục tiêu ở Iraq, Syria. Đợt tập kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu bao gồm các sở chỉ huy, trung tâm tình báo, kho chứa tên lửa, máy bay không người lái, mạng lưới hạ tầng, logistics liên quan đến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, lực lượng quân sự của chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công vào 7 cơ sở, trong đó bao gồm hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, mà lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC và các lực lượng dân quân liên kết sử dụng để tấn công lực lượng Mỹ, đây mới chỉ là khởi đầu. Theo giới quan sát nhận định, có thể mới chỉ là khởi đầu của một chiến dịch tập kích với quy mô lớn hơn trước đó, nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Washington ở Jordan cuối tháng trước, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng, hơn 40 người bị thương. Ngay sau những tin tức về đợt không kích đáp trả, Nhà Trắng đăng tải phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động đáp trả vào thời điểm phù hợp và theo lựa chọn của Washington, ông Biden nói. Chiều nay, theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã tấn công mục tiêu tại các cơ sở ở Iraq và Syria mà IRGC và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. Hành động đáp trả của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay và sẽ tiếp tục vào những thời điểm, địa điểm mà chúng tôi lựa chọn. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố chiến dịch đáp trả của Washington được chia thành nhiều giai đoạn và phụ thuộc vào tình hình thực tế. Ông nói, kế hoạch của Washington là đảm bảo các hoạt động đáp trả không khiến tình hình leo thang nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh, Mỹ không muốn xung đột với Iran, không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất cứ đâu trên thế giới. Bộ trưởng Austin nói thêm, chúng tôi không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác, nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ lực lượng và lợi ích của chúng tôi. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan giám sát nhân quyền Syria, vụ không kích vào miền đông Syria khiến ít nhất 13 tay súng có mối liên hệ với Iran thiệt mạng. Đợt không kích phá hủy 17 vị trí đồn trú của lực lượng dân quân thân Iran gần biên giới giữa Syria và Iraq. Trong khi đó, tại thành phố Deir ez-Zor miền đông Syria, ít nhất 6 thành viên nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và 4 người khác bị thương. Một quan chức quân đội Mỹ cho biết, đợt tấn công kéo dài khoảng 30 phút. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định các mục tiêu đã được chọn lựa kỹ càng để tránh thương vong cho dân thường và dựa vào bằng chứng rằng chúng có liên quan đến các vụ tấn công lực lượng Mỹ ở khu vực. Trong khi đó, một số nguồn tin an ninh Iraq cho hay các cuộc tấn công quân sự đã nhắm vào những vị trí do các nhóm vũ trang thân Iran nắm giữ ở miền tây đất nước, đặc biệt là tại khu vực Al-Qa'im ở biên giới với Syria. Một quan chức Bộ Nội vụ Iraq nói, trụ sở của các phe phái vũ trang ở khu vực Al-Qa'im đã bị nhắm mục tiêu. Theo thông tin sơ bộ, đó là kho vũ khí nhỏ. Một thành viên của Hashed al-Shaabi, liên minh gồm các lực lượng bán quân sự tại Iraq, xác nhận cuộc tấn công này và một cuộc không kích khác nhắm vào vị trí xa hơn về phía nam. Ngày 2 tháng 2, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố nước này sẽ không khơi mào cuộc chiến nào, nhưng sẽ đáp trả quyết liệt bất cứ ai muốn bắt nạt Tehran. Hôm 31 tháng 1, Tư lệnh IRGC Hossein Salami cũng cảnh báo lực lượng này sẽ trả đũa mọi mối đe dọa từ Mỹ. Giới chuyên gia nhận định, Washington có thể đối mặt nguy cơ bị Tehran và lực lượng ủy nhiệm đáp trả nặng nề, lún sâu thêm vào khủng hoảng ở Trung Đông khi phát động tấn công nhằm vào mục tiêu Iran. Hành động trả đũa của Iran sẽ rất đa dạng, từ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria cho đến tăng cường cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang trong khu vực. Ngày 2 tháng 2, trong bài phát biểu tại diễn đàn Tất cả vì chiến thắng ở thành phố Tula, cách Moscow không xa, ông Putin đã ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nói rằng ngành này đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột với Ukraine và nền kinh tế đất nước vì nó cung cấp việc làm cho hàng triệu người. Tổng thống Putin thừa nhận rằng mặc dù một số thiết bị quân sự của Nga được thiết kế và sản xuất vào thời kỳ cuối của thời kỳ Xô Viết thường kém hơn ở một số khía cạnh so với phần cứng của NATO, dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng điều này không đúng với vũ khí hiện đại của Nga.
Ông nói, rõ ràng là những vũ khí này vượt trội hơn, ý tôi là cả tên lửa, xe bọc thép, mọi thứ đang được sử dụng trên chiến trường. Ông Putin nói thêm rằng, để thành công, quân đội phải có khả năng phản ứng nhanh chóng với những diễn biến trên chiến trường, trấn áp các phương tiện trinh sát và pháo binh của đối phương. Ông Putin cho rằng quân đội cũng nên có những tài sản riêng như vậy để hoạt động hiệu quả hơn. Ông kết luận, ai làm nhanh hơn sẽ thắng. Hồi tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng cường đáng kể việc sản xuất khí tài và trang thiết bị quân sự. Ông cho biết vào thời điểm đó, điều này cũng đúng đối với việc sản xuất đạn pháo vốn đã được tăng lên nhiều lần. Cũng tại diễn đàn, khi nói về các cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào các khu dân cư ở các thành phố của Nga ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, dẫn đến thương vong cho một số dân thường, ông Putin đã gọi quân đội Ukraine là tổ chức khủng bố tấn công xe cứu thương. Trong một cuộc tấn công như vậy, vào ngày 20 tháng 1, một nhân viên y tế làm việc ở thành phố Gorlovka đã bị thương khi cố gắng hỗ trợ các nạn nhân sau đợt pháo kích trước đó. Vào ngày 12 tháng 1, một nhân viên y tế khác cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào lữ đoàn xe cứu thương ở cùng thành phố. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cái gọi là lực lượng vũ trang Ukraine đã trở thành một tổ chức khủng bố tấn công xe cứu thương. Nhà lãnh đạo Nga dẫn lại những vụ sát hại dân thường ở Donetsk mà phía Nga đã điều tra được. Ông nói, đây là gì nếu không phải là chủ nghĩa phát xít mới? Đó là chưa kể đến những tràng pháo tay dành cho các sĩ quan SS thực sự trong Quốc hội Canada và các cuộc tấn công trắng trợn vào nhân viên y tế và xe cứu thương. Tổng thống Putin nói, Nga biết về sự căng thẳng to lớn đối với các nhân viên y tế làm việc trên lãnh thổ DPR và các khu vực khác. Ông cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ họ. Tổng thống cho biết công việc sẽ được thực hiện để trả tiền bảo hiểm rủi ro cho người lái xe cứu thương. Cũng tại diễn đàn này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế của Moscow tăng trưởng trên mức mong đợi vào năm ngoái và đã trở thành nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu. Tổng thống Putin nói, nền kinh tế của Nga đang phát triển, khác với nền kinh tế còn lại của châu Âu. Xét về sức mua tương đương thì kinh tế Nga đứng đầu ở châu Âu và thứ 5 trên thế giới. PPP là một thước đo phổ biến với nhiều nhà kinh tế để so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh sự khác biệt về chi phí hàng hóa và dịch vụ. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, nền kinh tế nước này đã thể hiện sự ổn định, không giống như Mỹ và Liên minh châu Âu hiện đang suy thoái. Ông khẳng định, các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế Mỹ và EU là tốt, họ từng phát triển nhưng hiện tại thì không. Trong khi đó, kinh tế Nga đang trỗi dậy. Ông Putin nói thêm rằng, nền kinh tế Nga đã cho thế giới thấy khả năng bền bỉ, trụ vững trước áp lực chưa từng có từ bên ngoài và tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững. Điều này trái ngược hoàn toàn với những dự đoán sẽ suy thoái, sụp đổ dưới áp lực của lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2022, Trung Quốc đã vượt Mỹ về PPP, trong khi Ấn Độ, Nhật Bản lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4. Nga lọt vào top 5, trong khi Đức đứng ở vị trí thứ 6. Trong khi đó, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Putin, Maxim Oreskin, gần đây cho biết rằng Nga đang dần vượt Nhật Bản trong cuộc đua giành vị trí thứ 4. Tuần này, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga, dự đoán GDP nước này sẽ tăng 2,6% trong năm nay. Ước tính này tăng mạnh so với dự báo tháng 10 là tăng trưởng 1,1%. Dự báo năm 2025 cũng tăng 0,1% so với ước tính tháng 10 lên 1,1%. Bộ Kinh tế Nga dự kiến GDP của nước này sẽ tăng 2,3% trong năm nay sau mức tăng trưởng 3,5% vào năm 2023, theo số liệu sơ bộ. Hồi cuối tháng 1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng mục tiêu quan trọng nhất của quân đội Nga trên mọi chiến trường là tiến sâu hơn vào khu vực chiến tuyến của Ukraine. Theo các chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, mục tiêu của ông Putin là đưa lãnh thổ nước Nga ra khỏi tầm bắn của vũ khí Ukraine và các hệ thống tầm xa được các đồng minh phương Tây cung cấp cho Kiev. Kharkov ở đông bắc Ukraine là một trong những thành phố mà ông Putin đưa vào danh sách các khu vực phi quân sự giả định này. Về lý thuyết, khu vực này có thể sẽ giúp Moscow triển khai những cuộc tấn công dọc biên giới phía bắc từ tỉnh Belgorod. Vì thế, ISVK cho rằng Moscow gửi đi thông điệp như vậy nhằm chuyển sự chú ý của Ukraine khỏi cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo chiến tuyến ở các tỉnh Kharkov và Lugansk. Tuy nhiên, theo đánh giá của ISVK, lực lượng Nga ở tỉnh Belgorod có thể chỉ tổ chức các đợt tấn công mang tính chiến thuật nhằm đánh lạc hướng quân đội Ukraine đang phòng thủ dọc biên giới. Bên cạnh đó, ông Putin hoàn toàn có khả năng kêu gọi những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Nga nhằm tạo ra một vùng đệm giữa các tỉnh Kharkov và Belgorod. Từ đây, quân đội Nga có thể thuận lợi đẩy các hệ thống tên lửa phóng loạt và pháo binh của Ukraine ra khỏi biên giới với tỉnh Belgorod. Đánh giá của ISVK là hoàn toàn có cơ sở khi trước đây ông Putin từng tuyên bố sẽ cân nhắc khả năng tạo ra vùng đệm tương tự trong bối cảnh các cuộc đột kích xuyên biên giới do lực lượng thân Ukraine tiến hành vào Belgorod tiếp tục diễn ra hồi hè năm 2023. Mặc dù vậy, đến nay, Moscow chưa có bất cứ động thái nào cho thấy thực sự nghiêm túc xem xét ý tưởng này.
Đây không phải lần đầu tiên Moscow đề cập đến mục tiêu lập vùng phi quân sự ở Ukraine. Trước đó, tháng 6 năm 2023, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng bất cứ vùng phi quân sự nào do Nga lập ra ở Ukraine nên kéo dài đến sát biên giới Ba Lan, ông Medvedev viết trên Telegram. Xét đến việc đối thủ của chúng ta quyết định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, vùng phi quân sự này nên đi qua khu vực Lviv để có thể đóng vai trò phòng thủ. Lviv là thành phố lớn ở miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan. Kể từ khi xung đột nổ ra, các khu vực biên giới của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như pháo kích của quân đội Ukraine. Trong số đó, cuộc tấn công nghiêm trọng nhất diễn ra hôm 30 tháng 12 năm ngoái, khi Kiev tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga bằng nhiều bệ phóng tên lửa, trong đó có RM-70 Vampire, phiên bản nâng cấp nặng hơn của hệ thống BM-21 Grad thời Liên Xô. Vụ tấn công khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ngày 2 tháng 2, Giám đốc Trung tâm Báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, bà Natalia Humeniuk, tuyên bố trong bản tin chung quốc gia 24/7 rằng cả số lượng và bản chất của các lực lượng Nga trên lãnh thổ Moscow kiểm soát gần đó đều đang trong tình trạng thay đổi. Các hoạt động tấn công không thành công đang khiến quân đội Nga tổn thất tới 70% nhân lực trong bất kỳ nhóm tấn công nào. Vì vậy, các đơn vị buộc phải liên tục cơ động, chuyển dịch trên các mặt trận. Hiện nay, tổng lực lượng Nga ở bờ trái Kherson Zaporizhia ước tính trên 70.000 binh sĩ và hàng trăm đơn vị vũ khí trang bị. Nhưng không phải tất cả họ đều tập trung dọc tiền tuyến. Một số đóng quân ở khu vực hậu phương sâu hơn được đưa vào dưới dạng nguồn lực bổ sung. Đề cập đến tình hình bên tảng ngạn sông Dnipro, bà Humeniuk lưu ý rằng nó rất phức tạp, đặc biệt vì tần suất các cuộc tấn công không ngừng của Nga, nhưng có vẻ Moscow đang tỏ ra mệt mỏi. Bà Humeniuk nói thêm, ngày 31 tháng 1 chỉ có 3 cuộc tấn công được phát động. Ngày 1 tháng 2, họ đã tăng cường lên 13 cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, việc người Nga liên tục lạm dụng xe bọc thép trong các nhóm tấn công này vẫn tiếp tục. Các xe bọc thép đang củng cố những cuộc tấn công đó cho đến khi chúng ta tiến hành một cuộc phản công lớn hơn. Giám đốc Trung tâm Báo chí chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cũng cho biết người Nga nhận thức được việc Kiev đang nỗ lực củng cố hơn nữa các vùng lãnh thổ họ đã giải phóng được, đồng thời đang ra sức đẩy mạnh các bước tiến tiềm năng trong tương lai. Bà Humeniuk tuyên bố, họ đang cố gắng ngăn cản chúng tôi làm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Cùng ngày 2 tháng 2, người đứng đầu cơ quan báo chí của nhóm tác chiến và chiến lược Khotisia của Ukraine, Ilya Zersat cho biết trên truyền hình quốc gia rằng quân đội Nga đã tập trung khoảng 40.000 quân, hơn 500 xe tăng và 650 xe chiến đấu bọc thép gần mặt trận Kubyansk. Cũng trong ngày 2 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã 50 lần không kích và 19 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS nhắm vào các vị trí của lực lượng phòng vệ và các khu vực đông dân cư của Ukraine. Các đòn tấn công của Nga gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư tư nhân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 55 cuộc giao tranh xảy ra giữa hai bên lực lượng trên chiến trường trong ngày qua. Tình hình hoạt động ở phía đông và nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn. Tại mặt trận Siverchina và Eslobozhanchina, miền đông Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới với Ukraine. Hơn 30 khu định cư bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv. Tại Kharkiv, quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi 4 cuộc tấn công của đối phương gần các làng Sinkivka và Ivanivka. Quân đội Nga cố gắng chọc thủng hàng phòng thủ ở đó, song không thành công. Các lực lượng Nga liên tục không kích vào các khu vực Ivanivka, Kislivka, Tabaivka và thành phố Kubyansk. Riêng Kubyansk, khoảng 15 khu định cư ở thành phố này bị pháo binh và súng cối của đối phương tấn công nặng nề. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Nga hơn 40 lần tiến công tại các chiến trường chủ lực như Liman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka, song đều bị phía Ukraine đẩy lùi. Các đòn pháo kích khiến ít nhất 55 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Tại tỉnh Zaporizhia, quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của quân đội Nga gần làng Robotyne và Vubove. Quân đội Nga cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự ở Zaporizhia nhưng không thành công. Các lực lượng Nga bắn pháo và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Zaporizhia, bao gồm Levadne, Huli-Aipole, Charybne, Orikhiv, Novoandriivka và Piatykhatki. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 2 tháng 2, không quân Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của các lực lượng Nga. Các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Ukraine tập kích 3 kho đạn của đối phương. Trong cuộc họp báo ở thủ đô Mexico City mới đây, Tổng thống Mexico López Obrador đã cảnh báo quan hệ với Mỹ rạn nứt và yêu cầu quan chức ở Washington xin lỗi sau khi ông bị cáo buộc liên quan đến băng đảng ma túy.
Đề cập cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA, Tổng thống Mexico nói, làm sao chúng tôi có thể ngồi vào bàn thảo luận về cuộc chiến chống ma túy hay vấn đề người di cư nếu cơ quan của họ đang làm rò rỉ thông tin và gây tổn hại đến tôi? Đúng hơn là gây tổn hại đến những gì tôi đại diện. Ông cũng yêu cầu giới chức Mỹ cung cấp bằng chứng về khoản tài trợ bất hợp pháp mà họ cho rằng ông đã nhận được trong chiến dịch tranh cử năm 2006. Những bình luận của Tổng thống Mexico được đưa ra sau khi bài đăng trên trang tin ProPublica hôm 31 tháng 1 nói các đặc vụ cơ quan chống ma túy Mỹ phát hiện bằng chứng đáng kể cho thấy những kẻ buôn chất gây nghiện đã chuyển khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông López Obrador hồi năm 2006. Một thủ lĩnh băng đảng khét tiếng cũng cung cấp tiền mua thực phẩm cho những người ủng hộ López Obrador khi đó. Theo bài báo dựa trên các cuộc phỏng vấn với quan chức Mỹ và Mexico cũng như tài liệu chính phủ, những kẻ buôn chất cấm được cho là đã cung cấp tiền để đổi lấy cam kết chính phủ, ông López Obrador sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của họ. Không rõ liệu ông López Obrador có chấp thuận hay thậm chí biết về khoản tài trợ hay không. Ông López Obrador gọi những cáo buộc này là vu khống và lên án chính phủ Mỹ vì đã để xảy ra những hành vi vô đạo đức này, đi ngược đạo đức chính trị vốn phổ biến ở tất cả chính phủ trên thế giới. Ông López Obrador nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng tôi không chấp nhận hành động này. Điều tôi muốn là chính phủ Mỹ phải thể hiện quan điểm. Nếu không có bằng chứng, họ phải xin lỗi. Tổng thống Joe Biden phải làm rõ việc này. Tổng thống López Obrador, người gọi cựu Tổng thống Donald Trump là bạn của tôi, sau cuộc họp báo, không nói rõ ông muốn ai phải xin lỗi, nhưng cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ nên nói gì đó. Tổng thống Mexico cho hay, chẳng lẽ Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp Mỹ không nắm được thông tin gì sao? Ông cũng gọi bài báo nhằm vào ông là can thiệp vào công việc nội bộ của Mexico. Mexico ghi nhận hơn 420.000 vụ sát hại người kể từ năm 2006, khi chính phủ triển khai quân đội để chống ma túy. Hầu hết các vụ án này do băng nhóm tội phạm gây ra. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2018, ông López Obrador ủng hộ chiến lược mềm mỏng hơn để giải quyết tận gốc tội phạm bạo lực bằng cách chống nghèo đói và bất bình đẳng với các chương trình xã hội thay vì sử dụng quân đội. Ngày 1 tháng 2, một máy bay cỡ nhỏ của Mỹ rơi xuống một khu dân cư ở bang Florida, khiến cho một số người thiệt mạng. Theo đó, giới chức thị trấn Clearwater, bang Florida thông báo một chiếc máy bay nhỏ đâm xuống khu dân cư và phá hủy một ngôi nhà di động. Những hình ảnh do Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Clearwater đăng lên cho thấy ngọn lửa và khói bốc lên từ ngôi nhà đã bị phá hủy. Trong một cuộc họp báo vào cuối ngày 1 tháng 2, Giám đốc Sở Cứu hỏa Clearwater Scott Eller cho biết, tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi ghi nhận một số trường hợp tử vong cả trên máy bay và bên trong ngôi nhà di động mà máy bay đâm vào. Tuy nhiên, ông không đưa ra con số chính xác về số người thiệt mạng. Báo New York Times đưa tin, ngay tại thời điểm xảy ra vụ cháy ở khu nhà di động Bayside-Water, một sân bay gần đó đã nhận được cảnh báo về một chiếc máy bay gặp sự cố. Ông Eller kể lại, Sở Cứu hỏa thành phố Clearwater nhận được cuộc gọi báo cháy đầu tiên lúc 19 giờ 08 phút, sau đó đội cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa lúc 19 giờ 15 phút. Theo lãnh đạo Sở Cứu hỏa trên, ít nhất 3 ngôi nhà di động bị hư hại và một ngôi nhà bị chiếc máy bay gây tai nạn đâm trực tiếp vào. Truyền thông địa phương dẫn lời Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, phi công của chiếc máy bay Big Crab Bonanza V-35, một động cơ đã báo cáo sự cố trước khi xảy ra tai nạn. FAA tuyên bố, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn này. Trả lời đài CNN, cảnh sát địa phương Eric Gandhi cho biết, vụ việc trên được xem như một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thị trấn Clearwater là nơi sinh sống của hơn 110.000 cư dân nằm trên bờ biển phía tây của tiểu bang Florida. Hồi cuối tháng 1, cảnh sát Ấn Độ thả con chim bồ câu bị nhốt oan 8 tháng vì mang vòng chân bị nghi là thiết bị gián điệp từ Trung Quốc. Con chim bồ câu đã bị cảnh sát bắt vào tháng 5 năm 2023 tại cầu tàu Purpao ở ngoại ô Chempur. Cảnh sát cho biết chân của con chim được buộc hai chiếc vòng, một vòng bằng đồng và một bằng nhôm và có những thông điệp được viết bằng chữ Trung Quốc. Nghi ngờ con chim bồ câu là gián điệp, cảnh sát đã gửi tới Bệnh viện Thú y Baisakabai Dinsopetit BSD-PHA. Tại đây, con vật đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế và sau đó bị giam giữ trong một chiếc lồng riêng. Bệnh viện cho biết con chim hoàn toàn khỏe mạnh nhưng không nhất thiết phải bị nhốt trong lồng. Họ đã xin phép sở cảnh sát RCF để thả nó trở lại bầu trời nhưng không nhận được phản hồi thích hợp. Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện con vật này là chim bồ câu đua ở Đài Loan, Trung Quốc và nó đã trốn thoát và hạ cánh xuống Ấn Độ trong một cuộc đua.
khi Saloni Sakaria là nhân viên của Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật PETA tại Ấn Độ biết được câu chuyện kỳ lạ này, cô đã hành động để bảo vệ sự tự do của chú chim, liên hệ với các quan chức của Sở Cảnh sát RCF và kêu gọi họ ngay lập tức cấp phép thả chú chim ra khỏi lồng của nó ở Bệnh viện Thú y Baisakabai Dinshopetit. Sau khi được cảnh sát đồng ý và hoàn tất các thủ tục, con chim bồ câu cuối cùng đã được thả tự do bay lên bầu trời trong khuôn viên của Bệnh viện Thú y, dậy những tiếng vỗ tay cổ vũ của một nhóm những người yêu động vật. Đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Mumbai nghi ngờ chim bồ câu được sử dụng trong mục đích do thám. Năm 2020, cảnh sát Kashmir đã bắt một con chim bồ câu bay qua biên giới quân sự giữa Pakistan và Ấn Độ. Tuy nhiên, họ thả con chim sau khi điều tra được nó không mang thiết bị gián điệp và thuộc về một ngư dân Pakistan. Năm 2016, một con chim bồ câu cũng bị bắt sau khi người ta tìm thấy trên người nó mẩu giấy chứa thông điệp đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.